Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm clip nói về việc kiếm skin trang phục tinh hoa lam, tinh hoa cam tướng miễn phí trong vài ngày trong Liên Minh Huyền Thoại. Thì hôm nay thì mình cùng trải nghiệm nha. Đây là một ứng dụng đang của Garena, đây chính là các bạn được xem play. Gõ từ là ra game tìm kiếm đây, chúng ta đã có rồi. Giờ thì mấy bạn mình chưa tải thì tải nha. Giờ thì mình mở lên đây, ứng dụng này thì nó sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về game. Thì bạn chơi game nào thì của ra game nào thì bạn vào game đó, ví dụ như là Liên Quân Mobile, Chiến Dịch Huyền Thoại, Quỷ Vương 98, FIFA, trên những livestream của ra game nào. Đây có những tin tức mới nhất đây, kế bên là phần video, là những video hot nhất của Liên Minh, những highlight hay nhất được ở đây, diễn đàn, đây là những tin tức các bạn. Tuyển XP chắc tay ranh bạc nè, đó người ta tuyển XP ranh bạc về ranh chung gì nè, các bạn có thể lên đây. Và những tin hot như là nay thì tặng mãi giảm giá 90%, vòng quay năm mới, vân 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 những sự kiện. Thì mình việc mà mình kiếm AP tinh hoa lam, tinh hoa cam trang phục rồi thì mình vào vòng quay may mắn. Thì hôm nay thì Garena nó đã bị bảo trì, thì các bạn không thể quay được. Còn mình thì mình vào đây để kiếm tinh hoa lam, tinh hoa cam là cứ 8 tiếng thì chúng ta sẽ được quay một lần. Một lần vậy thì các bạn sẽ được ngẫu nhiên một là tinh hoa lam, hai là tinh hoa cam trang phục vân vân gì đó. Thì video của mình tới đây là kết thúc, mình hướng dẫn các bạn kiếm tinh hoa lam trên điện thoại, trên Android hoặc iOS. Thì bây giờ các bạn hãy làm theo mình và kiếm tinh hoa lam hay cam hàng ngày. Hãy đăng ký like, subscribe kênh của mình để nhận những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video.